Bộ trưởng Tài chánh Tây Ban Nha đệ trình ngân sách cho Quốc hội tin từ Madrid. Bộ trưởng Tài chánh Tây Ban Nha Cristobal Montoro đã trình bày chi tiết ngân sách năm 2013 trước Quốc hội trong sáng nay. Ngân sách khủng hoảng đã được thông báo trong ngày thứ Năm, với nhiều sự cắt giảm được coi là sự chuẩn bị để xin vay tiền cứu nguy. Ngân sách các bộ trong năm tới là giảm 8.9%, tiếp tục ngưng tăng lương công chức. Trước áp lực của các cuộc biểu tình và viễn ảnh ly khai của vùng Catalonia giàu có, Thủ tướng Rajoy đang chống lại áp lực của thị trường và áp lực ngoại giao xin vay tiền cứu nguy công nợ. Hơn nữa thì Đức, là nước cung cấp tiền chính, vẫn cho rằng Tây Ban Nha không cần phải giúp đỡ. Chính phủ muốn tiết kiệm ngân sách 13 tỷ euro trong năm 2013, cắt giảm chi tiêu 7.5%, tăng lợi tức 4% qua tiền tăng thuế trị giá gia tăng. Ngân sách đệ trình Quốc hội trong ngày hôm nay sẽ thảo luận kéo dài của Quốc hội trong nhiều tuần lễ. Trong lúc đó, thì một bản phúc trình độc lập được công bố trong ngày hôm qua cho thấy là các ngân hàng Tây Ban Nha cần giúp 59.3 tỷ euro. Tây Ban Nha nói rằng 40 tỷ trong số tiền này sẽ đến từ sự giúp đỡ của Liên Âu, số còn lại các ngân hàng sẽ tự gây quỹ. Hiện giờ thì Tây Ban Nha trở thành nước đe dọa lớn nhất cho sự ổn định của đồng euro.